Rất vui mừng được gặp lại quý khán giả và các đồng chí trong chương trình Biển đảo Tổ quốc tuần này. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả và các đồng chí đến với phóng sự Những người lính trong lòng biển. Thưa quý khán giả và các đồng chí, ngày 20 tháng 6 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành quyết định số 2180 về việc thành lập Lữ đoàn tàu ngầm 189 trực thuộc Quân chủng Hải quân. Đây là dấu mốc quan trọng trong lộ trình xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam hiện đại, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng để hoàn thiện cơ cấu tổ chức, lực lượng làm nhiệm vụ trên hướng biển đảo. 10 năm qua, Lữ đoàn tàu ngầm 189 từ một đơn vị non trẻ đã nỗ lực vượt bậc, trở thành đơn vị huấn luyện giỏi, xây dựng nền nếp chính quy, giữ nghiêm kỷ luật hàng đầu toàn quân, xứng đáng là Lữ đoàn 3 đặc biệt, đoàn kết đặc biệt, kỷ luật đặc biệt. Năm 2011, Lữ đoàn tàu ngầm 189 được thành lập, trở thành dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa quân đội Hải quân Nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước trong tình hình mới. Lữ đoàn tàu ngầm 189 có nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận, huấn luyện, nhanh chóng làm chủ các tàu ngầm Kilo 636 hiện đại, đồng thời nghiên cứu, nắm chắc các tính năng ưu việt của tàu ngầm để kịp thời tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các phương án sử dụng tàu ngầm có hiệu quả trong tác chiến trên biển để góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Học vì Tổ quốc, vì niềm tự hào dân tộc. Vừa rèn luyện về kỹ chiến thuật, khả năng khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật, họ còn tôi luyện tinh thần thép khi thực hiện nhiệm vụ trong lòng biển. Mỗi kíp thủy thủ đều phải trải qua nhiều chuyến đi biển huấn luyện trên chính con tàu của mình. Học viên phải thực hành thành thạo các biện pháp bảo vệ sức sống tàu, duy trì khả năng sống sót và thoát hiểm khi có sự cố, phục hồi và duy trì tính năng kỹ chiến thuật các loại vũ khí trang bị. Đây là các nội dung phức tạp, đòi hỏi người học phải có sức khỏe tốt, lòng dũng cảm
và nắm chắc kiến thức tổng hợp mới có thể thực hành an toàn, chính xác. Sau quá trình đào tạo, các chuyên gia Nga khẳng định những kíp tàu ngầm Việt Nam đủ khả năng giải quyết nhiệm vụ độc lập trên biển. Từ năm 2014 đến năm 2017, các kíp tàu lần lượt trở về nước trên những con tàu. Lễ thượng cờ trên mỗi tàu ngầm đã trở thành niềm tự hào của cả đất nước. Tàu ngầm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Đà Nẵng và Bà Rịa Vũng Tàu đã trở thành những cái tên thân thương và đầy tự hào với mỗi người Việt Nam. Quân kỳ quyết thắng, quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng, lớp cha trước, lớp con sau đã thành đồng chí chúc cơ quân hành. Trong lễ duyệt binh duyệt đội hình tàu kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam, hình ảnh tàu ngầm kiêu hãnh xuất hiện trong đội hình 5 cánh sao biển đã tạo nên một cảm xúc đặc biệt. Đó là các lực lượng thuộc 5 binh chủng: tàu mặt nước, tàu ngầm, không quân hải quân, pháo binh tên lửa bờ, hải quân đánh bộ, đặc công hải quân. Tháng 5 năm 2015, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn 189 lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định rõ: tập trung xây dựng lữ đoàn thực sự vững mạnh về mọi mặt, thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm là tiếp nhận, huấn luyện chuyển giao, làm chủ tàu ngầm, vũ khí trang bị kỹ thuật và nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao sức mạnh chiến đấu của lữ đoàn tàu ngầm, xứng đáng là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của quân đội. Từ đây, cán bộ thủy thủ tàu ngầm trong quá trình huấn luyện, khai thác và sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tại bến, trên biển đã duy trì tốt kỷ luật thép, ý chí thép, tinh thần thép. Mỗi năm, mỗi giai đoạn, các nội dung khoa mục huấn luyện được nâng cao thêm. Mỗi thủy thủ tàu ngầm là một mắt xích cần tinh thần kỷ luật, sự tỉ mỉ, cẩn trọng và đoàn kết cao nhất. Bằng việc thành lập các kíp tàu rút gọn, theo sát, giúp đỡ, hướng dẫn các kíp tàu mới thành lập, các kíp tàu mới nhanh chóng nắm bắt, rút ngắn tiến độ, thời gian huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật một cách hiệu quả. Yêu cầu tiếp nhận, huấn luyện chuyển giao và làm chủ tàu ngầm trong thời gian ngắn là nhiệm vụ khó khăn, vất vả, nặng nề, đòi hỏi từng thủy thủ tàu ngầm phải nỗ lực hết mình mới hoàn thành được nhiệm vụ chuyển giao. Thứ hai là môi trường hoạt động với tàu ngầm là môi trường khắc nghiệt, có tính đặc thù cao, đòi hỏi thủy thủ tàu ngầm và có sức khỏe bền bỉ và dẻo dai. Trung tâm huấn luyện tàu ngầm của Lữ đoàn 189 giờ đây đã tự chủ được công tác huấn luyện với các trang thiết bị thuộc vào top hiện đại nhất khu vực châu Á. Trung tâm có thể cùng lúc huấn luyện cho 6 kíp tàu và đào tạo mới các kíp tàu ngầm, phục vụ hiệu quả công tác nghiên cứu, huấn luyện, hiệp đồng chiến đấu, thao tác thực hành và xử trí tình huống sát thực tế. Lữ đoàn thường xuyên duy trì tốt hoạt động của trung tâm huấn luyện, trung tâm cứu nạn tàu ngầm. Các kíp tàu định kỳ luyện tập các cái phương án tại trung tâm mô phỏng tác chiến chống ngầm, qua đó để nâng cao trình độ cho sĩ quan về tư duy chiến thuật và khả năng xử lý các cái tình huống thực tế khi tàu ngầm hoạt động trên biển. Nhờ những nỗ lực bền bỉ liên tục, Lữ đoàn 189 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng cờ thưởng thi đua đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng toàn quân giai đoạn 2010-2015 và 2015-2020. Được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, hạng 3 về những thành tích xuất sắc trong tiếp nhận, huấn luyện, chuyển giao, làm chủ tàu ngầm và vũ khí, trang bị, khí tải hiện đại. Trải qua 10 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, huấn luyện làm chủ các tàu ngầm chiến dịch, khai thác sử dụng thuần thục vũ khí trang bị mới hiện đại
góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân chủng để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hoàn thành xuất sắc hàng trăm chuyến đi biển, hàng nghìn ngày hoạt động với hàng vạn hải lý ở các độ sâu khác nhau tại tất cả các vùng biển của Việt Nam. Cán bộ thủy thủ tàu ngầm đã thực sự làm chủ con tàu của mình. Những con tàu được mệnh danh là pháo đài di động trong lòng biển. Mỗi thủy thủ của đội quân đoàn kết đặc biệt, kỷ luật đặc biệt, bí mật đặc biệt ấy sẽ luôn nhận được sự tin tưởng đặc biệt của nhân dân cả nước trong những hải trình thầm lặng nhưng cũng đầy tự hào của mình.